Lo lắng của người dân là hoàn toàn có cơ sở, bởi trên thực tế, chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ, dường như là năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa lũ, chúng ta lại phải chứng kiến những câu chuyện đáng buồn, thậm chí là đau lòng vì thiên tai gây ra cho bà con miền núi. Thế nhưng nơi nào bố trí được nơi ở mới an toàn, thuận lợi, thì nơi đó sẽ giảm được nguy cơ xảy ra thiên tai, cũng có nghĩa là giảm bớt thiệt hại có thể xảy ra. Có một ngôi nhà an toàn, vững chãi, không lo mưa lũ, sạt lở, là mong ước rất chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. Từ trung tâm xã Trường Công, phải mất gần 2 giờ đồng hồ trên con đường đất dài 15 km mới đến được bản Lọng Bó. Đây là bản với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống còn gặp nhiều khó khăn vì sống chênh vênh trên vách núi với độ cao gần 1.500 mét. Sau những trận mưa lớn, cuối năm 2009, quả đồi phía sau bản đã xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Cũng từ đó, dân bản luôn sống trong cảm giác bất an mỗi khi mùa mưa lũ về. Cái quả đồi này bị nứt khoanh vùng từ mấy năm nay rồi. Bà con trong bản rất sợ. Mỗi khi trời mưa to, gió lớn là mọi người lại sợ. Bây giờ thì nhà nước đã hỗ trợ tìm được nơi ở mới rồi. Chỉ mong được chuyển đến sớm để cuộc sống được ổn định, không còn lo lắng nữa. Đối với cái bản Lọng Bó này thì nó bị nứt hai lần. Lần thứ nhất là từ năm 2009 và lần thứ hai là năm 2015. Thì qua cái nứt nẻ này thì bà con có đề xuất kiến nghị lên xã. Thì bây giờ năm 2019 thì được huyện phê duyệt. Thì qua phê duyệt rồi thì xã và huyện cũng đã tập trung để khảo sát và đề xuất lên các cơ quan chức năng để đưa các đơn vị tư vấn thiết kế vào để đưa bà con nhân dân di chuyển vùng thiên tai để đảm bảo an toàn. Đến năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định số 1860 phê duyệt bố trí sắp xếp cho 71 hộ dân tại bản Lọng Bó di chuyển đến vị trí mới cách bản cũ khoảng 1,5 km. Tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng với các hạng mục chính như san nền tạo mặt bằng, đường giao thông, nước sinh hoạt, điện. Theo hợp đồng công trình sẽ được bàn giao vào tháng 10 năm 2021. Hiện tại, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục để nhân dân có thể di chuyển đến. Riêng nước sinh hoạt đã xây dựng xong tuyến ống dẫn nước tự chảy với công suất 300 mét khối một ngày một đêm. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng và được 50 nền đã hoàn thành, đã có thể tiếp nhận dân để di chuyển lên. Và theo lịch của xã và ấy thì ngay có thể ngày mai là dân có thể di chuyển được luôn lên. Tính đến hết nửa năm nay, huyện Mường La đã và đang tổ chức triển khai, tổ chức thực hiện cũng như trình các cấp có thẩm quyền 12 điểm trọng tâm với các bản có nguy cơ sạt lở cao. Đấy, những cái điểm nào mà dân tự di chuyển được, tự nguyện được thì chúng tôi sắp xếp bố trí trước. Đấy. Còn những cái điểm mà lớn mà cần phải ngân sách nhà nước thì trình các cấp thẩm quyền và dùng các nguồn ngân sách nhà nước có rồi ngân sách của các cái xã hội hóa để chúng tôi thực hiện cái việc mà sắp xếp dân cư cho bà con đảm bảo những cái đời sống. Đối với các thôn bản trong vùng thiên tai, khi dự án triển khai chưa kịp tiến độ, huyện Mường La cũng đã xây dựng các phương án di chuyển tạm thời cho người dân khi thời tiết cực đoan xảy ra.